第226天, ngày 226. Nhìn có vẻ số lượng cũng không ít. Nguyên văn là nhìn dáng vẻ. Khánh dạng dư sụ lượng yếu bù sảo. Khăn. Yang. Zi. Sụ. Lượng. Yế. Bù. Sảo. Khánh dạng dư sụ lượng yếu bù sảo. Khánh dạng dư sụ lượng yếu bù sảo. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Hóa ra. Nguyên lái. Đã là bạn bè. Chỉ rán sự phấn hiểu. Rất thơm. Khẩn xăng. Xem tình hình đi. Khẳng chính khoảng bả. Lúc nào? 什么时候? Cùng đi. 一起去. Không cần cố đi ôn lại từ mới và bài khóa cái gì cả. Bù yùng khờ yì chù phù xí sân cứ hờ khờ vấn sớm đợ. Mình hiểu rõ. Wǒ míng bài. Hôm khác gặp. Cải thiên chiền. Thần mỏi chân. Chân lầy chảo. Rất thích hợp đấy. Mán khớ sử đợ. Không rõ lắm. Bú thải chinh chủ. Lần đầu tiên đến không quen đường. Tí sử lái bù sử lụ. Đi thang máy lên trên. Zuo điện thi sang chu. Đặc biệt thích. Thừa bia xí khoan. Hơn nữa còn không chỉ một hai cái. Ơr chìa hái bù trừ y lãng cửa. Không thể nào, sao có thể thế được? Giấm mức khở nấng. Tầng trên cùng, ngăn trên cùng. Chuyển sang miền y tầng. Mấy hôm trước vào tìm quyển sách. Chén chỉ thiên chìm chì tráo bẩn su. Quần áo truyền thống, y phục truyền thống. Truyền thống y phục. Hy vọng. Hy vọng. Nhìn dáng vẻ. Khán dạng dự. Số lượng. Sụ lượng.